Nơi đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Buổi tối hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4. Em làm cái video, em test cái đĩa CD audio file Biên Hòa 2023 để cho các bác được thưởng thức. Thì em test trên chiếc đầu CD Yamaha 593 Provis, chiếc âm ly size nhỏ 26. Có Peeler, brand của nó là AC3 và Dora Kip Q thì 80 của Anh Quốc, để cho bác được thưởng thức. Và em đánh toàn bộ không can thiệp về âm sắc nhé, đánh sử dụng direct qua âm ly nhé. Đây là cặp lọ Kip Q 80 nhé. Sở hữu một bát 20 và một chép đồng trục và một bát cộng hưởng 20 phía dưới. Đấy, là bên này cũng vậy. Đây là một CD có audio file Biên Hòa với giá là 100.000 đồng. Hiện ở bên em đang có. Và chiếc âm ly size nhỏ 26 của Pioler AC3. Và đây em để chế độ direct cái nhé, đường CD vào. Và đây volume nhé, không can thiệp về âm sắc. Và đầu CD Yamaha 593 Fruit. Để bác được thưởng thức và em sẽ test hai bản nhạc, một bản nhạc tiết tấu nhanh và một bản nhạc hát chậm dài, để cho bác được thưởng thức. Đấy. Thì chiếc CD thì giá 100.000, chiếc âm ly giá là 2,5 triệu và chiếc đầu CD giá 800.000 và cặp loa này có giá là 6,5 triệu đồng nhé. Em kính mời các bác thưởng thức. Và em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0907 223 269 ạ. Hoặc là mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi. Thank you.
Rồi, và sau đây em test một đoạn nhạc hát chậm để cho bác được thưởng thức. Like blowing my horn. Well, I woke up this morning. All I had was gone, you know, late over in the evening. I feel like blowing my lonesome horn. Well, I woke up this morning. Somebody sure gonna bury me. Boots running to the ocean. Ocean running to the sea. If I don't find my baby, you know somebody sure gonna bury me.
that seem like hours. Hours seem like days. Seem like my baby. Boy, she must stop a low down way. You know, minutes seem like hours. Hours seem like days. Well, it seemed like my baby. Boy, you must stop her low down in evil way. Some people tell me that a worried blues ain't bad. No, it's the worst old feeling that I've almost ever had. Some people tell me worried blues ain't bad. They tell me that worried blues ain't bad. But I tell them it's the worst old feeling over in the evening. Feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, all I had was gone. You know, late over in the evening, I feel like blowing my horn. All I had was gone. Rồi, em xin phép được dừng video test tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Tuy nhiên chiếc âm đi sai chỉ 26 thôi ạ. Ghép cực hay nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.